Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng có anh với chị cũng vừa đến để mua hàng ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Dạ thì phía trong vừa rồi là chị Loan cũng vừa bán hàng xong đó cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay là ngày lỡ 2 tháng 9 thì người làm của chị Loan cũng nghỉ làm nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đi ra ngoài mua cà phê để về thắp hương cho chúng là sẽ vũ lên nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đi mua cà phê về nha cô chú anh chị. Dạ thì bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng nha cô chú. Thì buổi sáng là chị Loan sẽ đi ra bên ngoài mua cà phê về thắp hương cho chú và chị Bụ Linh nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì ngày 2 tháng 9 đó cô chú anh chị, ngày lỡ. Thì buổi sáng các cô chú khán giả cũng đến nha chị Loan rất là ít nha cô chú. Dạ thì cũng như thường lệ là chị Loan sau khi đi mua cà phê về thì cũng mua vé số ủng hộ cho hai cô chú bán bánh ướt nóng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình được phát triển không cô chú anh chị. Dạ thì cứ buổi sáng thì Huynh cũng có mặt tại nhà chị Loan để quay công việc về chị Loan buôn bán hàng rồi gửi đến các cô chú anh chị yêu thương chúng mình sẽ Vũ Linh và chị Loan được xem và biết về công việc hàng ngày của chị Loan buôn bán như thế nào nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng có chú của Beken cũng vừa đến nha cô chú anh chị. Phía trước thì cũng có chú Chánh nha cô chú. Thì chú Chánh là dì tư ruột của chú nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Chú Chánh thì cũng rất là hiền nha cô chú. Vì Huynh ở đây hàng ngày Huynh cũng gặp chú Chánh thì cũng chào hỏi. Chú Chánh cũng nói chuyện rất là vui luôn đó cô chú. Hôm nay là ngày lỡ cho nên là các cô chú cũng nghỉ lỡ, cũng mắc công việc nghỉ lỡ đồ cô chú anh chị. Rồi một số thì đi về quê. Rồi một số thì sau nhiều tháng làm việc mệt nhọc tranh thủ ngày lỡ này để đi chơi cùng với gia đình đó cô chú anh chị. Cho nên là cũng đến nhà chị Loan mua hàng rất là thương người nha cô chú. Thì nhà chị Loan thì ban ngày cô chú anh chị khách đến thì cũng rai rai. Ban ngày thì chủ yếu là xe đến
nhận hàng để đi giao cho khách nha cô chú. Còn ban đêm thì nói chung là khách đến rất là đông nha cô chú anh chị. Dạ hiện tại bây giờ thì chị Ni cũng đi công việc ở nước ngoài vài ngày nha cô chú. Thì theo như thông tin của Quynh được biết là khoảng chị Ni đi Úc á cô chú. Sáng ngày hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9. Khách cũng đến nha chị Loan, mua hàng thì cũng rất là ít luôn á anh. Dạ. Lỡ thì cũng có một số anh chị cũng về quê để thăm gia đình. Rồi một số anh chị thì sau những ngày tháng làm việc thì cũng sắp xếp gia đình đi chỗ này chỗ kia để chơi vài ngày lỡ anh. Dạ. Khi người ta về quê rồi ta công việc ở nhà ở dưới quê á, chắc cũng chắc ngày mai cũng lên á cả nhà. Để mà lên là để ủng hộ cho chị Loan để buôn bán có tiền đồng ra mình vô á không anh. Dạ. Còn nuôi 5 đứa con nữa. Thì hôm nay ngày lỡ thì chị Loan cũng sắp xếp cho các anh chị người làm của chị cũng nghỉ lỡ anh. Đúng rồi. Dạ. Cũng cho ta đi chơi chứ. Dạ. Nhà chị Loan hai mặt tiền luôn ha, cũng rất là đẹp. Trang trí là nội thất là rất là đẹp cái nhà. Dạ tôi giờ Quynh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quynh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Thank you.